À, con sẽ tu ở trong cái pháp của con á, thì nó cũng vừa thôi. Mà trong khi này á, là mấy con còn đang học, đang làm bài, thì để cái thời gian đó mà triển khai về cái giới vực đức hạnh đó con, nó cần thiết cho mấy con phải học hiểu nhiều. Thì con khéo mấy con á, bây giờ thôi tu tứ niệm xứ, tôi ôn viết để cho mình thành Phật sớm, khỏi mất công học giới luật. Ông Phật mà giới luật không hiểu thì chắc là Phật không nổi rồi. Cho nên vì vậy mấy con cần phải còn học những cái giới luật đức hạnh nhiều lắm chứ không biết nào. Cần phải học, mà học mà nếu mà nói chuyện mình đọc được chung qua không đâu được, triển khai cái tri kiến của mình từ cái những cái đáp án của nó, cái đạo đức nó mình phải triển khai vừa ngắn vừa dài. Cho nên có nhiều bài mấy con viết ngắn quá, nói về cái đạo đức mà nói cái đạo đức bản thân không, nói về cái đáp án, nói về cái đạo đức đó mà nói về bản thân không, nói còn chưa đủ thì làm sao nói đến gia đình, nói đến xã hội được, mà nó cả bản thân gia đình và xã hội nó đủ ở trong cái đáp án của nó, cái giải trình án nó phải đủ ở trong cái đáp án của nó chứ đâu phải dễ đâu. Đó, cho nên vì vậy mà những cái bài dở mấy con viết đều được thầy xin ra, coi như là mấy con còn viết còn thiếu, chưa có đủ triển khai cái tri kiến còn ngắn ngủn quá còn phải học nữa. Bởi vì cái lớp mà thầy đào tạo cho mấy con nó vừa là cái kiến thức về đạo đức, về giới luật, mà vừa là nâng cái trình độ mà văn hóa của mấy con lên. Nếu mấy con siêng năng mà cầm bút mà viết mãi thì mấy con cũng sẽ trở thành nhà văn chứ gì, phải không? Còn mấy con làm biếng mà con viết ra thì nó sẽ trở thành nhà văn. Chỉ cần đưa ra cái bài bản văn phạm để cho mấy con chỉnh sửa từ câu văn của mấy con thì mấy con sẽ viết thành sách được dễ dàng. Đó là cái cơ bản về văn phạm. Nhưng bây giờ mấy con trình độ mà kém thì mấy con chưa có trình độ văn phạm thì mấy con viết câu nó lộn xộn vậy thôi. Nhưng mà cái ý của mấy con nó đầy đủ, nó phải đầy đủ. Cho nên cái ý của con người ta nó rộng rãi lắm, nhưng mà tôi cầm cái bút mà tôi viết cái câu văn cho nó gọn gàng đó, này kia nọ, thì tôi chưa có thông suốt về cái cách thức đó thôi. Chứ thì thật ra thì tôi diễn tả được những cái ý muốn tôi nói là được. Cái ý của tôi hiểu biết ở trong cái đó tôi nói là được. Thì thầy cần cho mấy con chỉ diễn tả được cái ý mà nói về đạo đức thì được rồi. Còn cái câu văn nó lộn xộn, nó thì mà là gì đó thầy không cần thiết. À, thầy không cần chỉ biết cái đó đâu, nhưng mà thầy cần cho mấy con nói hết ý. Còn mấy con ngồi viết có mấy chữ thôi, không biết hết ý rồi, không biết viết cái gì nữa hết. Thì xét lại coi thử coi mình nói cái gì, cái bản thân của mình về cái đức đó như thế nào. Có lần nào mình nhảy xuống sông cứu người chưa, mình gọi là dũng cảm. Có lần nào mình nhảy vào nhà lửa để mình cứu người chưa. Cho nên vì vậy mà nói cho hết những cái đức dũng cảm chứ. À, dũng cảm trên cái sự tu tập của các con bây giờ vẫn tưởng nó nhiều như vậy, tôi phải tu tập như thế nào, đó là cũng là dũng cảm chứ. Mà trái lại không thấy nói gì đâu. À, trong đó cái đề án nó là cái đức dũng cảm. Bây giờ không biết nói gì, bây giờ nó cứ đầu óc của mấy con sao nó cục quá vậy. Mà trong khi đó là bao nhiêu thứ chuyện để nói cái đức dũng cảm. Thấy không? Bây giờ buồn ngủ quá trời, lười biếng quá trời. Bây giờ tôi gan dạ, tôi đứng dậy mà tôi đi kinh hành, tôi ngồi lên ngồi xuống cũng là dũng cảm chứ đâu phải không đâu. Sao con mấy con không nói cái đó ra dùm thầy. Để vô mắt đi. Không phải không? Cho nên như vậy những cái bài viết của mấy con đó là mình diễn tả được cái ý của mình. Cái thời nhiều khi thầy đọc quy hoài người ta, trời nó có một trang giấy vậy. Thì mấy con sao nó hay quá, gọn quá, đến cái mức độ mà cái dài ba chữ đó. Thành ra phải cố gắng triển khai cái tri kiến của mình ra. Người ta viết không hết, còn mấy con viết mau hết quá. Mấy con giỏi ghê gớm, viết có mấy chữ đủ. Cho nên ở đây á, thật sự ra học trò của thầy sau này á, đứa nào nó cũng giỏi hết. Cho nên cố gắng tập vậy đó con, rồi lần lượt rồi nó tăng dần lên nó được. À, tăng từ từ chứ đừng có vội vàng lắm. Nhớ chưa? Còn tôi hỏi thầy gì nữa không? Nhớ kỹ là thì thầy mới dẫn dắt cái này từ trước giác thức không? Con tập lại cho kỹ lưỡng con, căn bản nhất căn bản ở trong cái thời gian vừa đó. Con phải tập cho kỹ cho thầy. Thế rồi thầy sẽ dạy thêm như trong cái bức thơ của con gửi thầy. Con tu tập năm thì hiện bây giờ con cố gắng con tập cho nó căn bản nhất, cái tiêu chuẩn nhất của nó đạt được cái chất lượng, làm chủ được trong cái thời gian tu của con nhớ không con? Hắn cố gắng lớn tuổi rồi. Thầy sẽ dẫn dắt mấy con đi tới nào thì không để mấy con thời gian kéo dài nữa.
như vậy, phải thực hiện cho được bằng chứng để mình. Còn nói là tiếng nói rằng những tu sĩ về chân như làm chủ sự sanh tử cụ thể rõ ràng, chứ không phải nói lời nói suông. Mà mấy con là những người đại diện cái tiếng nói của chân như thì mấy con phải ráng cố gắng vừa cứu mình vừa làm gương hạnh sáng, vừa dựng lại chánh pháp của Phật. Cái gánh nặng mà thầy giao cho trên vai mấy con nặng lắm chứ không phải là nhẹ. Phải ráng mấy con vừa cứu mấy con ra khỏi sự khổ đau của nhân quả nghiệp thân của con, mà cũng vừa là làm gương cho người khác tu, mà cũng vừa là dựng lại chánh pháp. Mấy con tu được là mấy con dựng lại chánh pháp, nói cho mọi người biết rằng Phật pháp là có người tu như vậy, đó là mình dựng lại chánh pháp để đền đáp cái ơn của Đức Phật từ mấy ngàn năm nay. Không có cái người mà làm chủ được, tu tập mà làm chủ được sinh già bệnh chết, mà chúng ta trong cái thời đại này vật chất đầy đủ mà chúng ta bỏ vào đây để mà ngồi sống như Phật, để mà tu tập làm chủ bốn sự đau khổ này, thì mới còn cái giá trị rất lớn trong cái thời đại này. Chứ không phải thì con phải ráng cố gắng tập lại, rồi mai mốt tập được thì mấy con viết thư gửi lại thầy, con đã tu tập được kết quả như vậy, báo xin cho thầy mừng. Và chừng nào mà thầy đến thì cho tăng là mấy con tăng, đừng có vội tăng, đừng có tự thấy được rồi mấy con tăng lên tăng như nó. Bởi vì cái tâm của mấy con nó còn dục, nó thấy được rồi nó ham, nó ham là tự nó tăng lên, nó tăng lên thì nó hỏng chân. Cái dục nó sẽ đưa mấy con đi đến cái chỗ hỏng chân mất đi. Cho nên mấy con đừng có tăng lên chút nào hết. Hoặc là cái dục của mấy con nó sẽ đưa mấy con đi vào, tăng lên cái thời gian để mấy con lọt vào tâm tưởng. Thì lúc bây giờ thầy ở, thầy mặc dù thầy có cứu mấy con đi nữa thì mấy con cũng phải mất cái thời gian rất uổng. Còn mấy con nghe lời thầy tập cho thôn đột, đừng tăng lên cái gì hết. Rồi nó xảy ra, có cái gì xảy ra thì có thầy trợ giúp mấy con diệt tất cả những cái trạng thái nó không đúng ở trong cái khoảng thời gian thầy đã quy định. Mấy con nhớ kỹ, cứ tập cho căn bản nhất, thuần thục nhất. Có gì thì mấy con viết thơ như thế này, mấy con gửi nhưng cũng đưa ra thì thầy đọc, thầy nghiên cứu, thầy thấy cái gì cần gặp mấy con liền là thầy đến liền để trợ giúp cho mấy con tu tập. Do thầy cho con chứ nữa, do thầy cái vấn đề người khi tu tập thì vấn đề nào mà trong cái thời gian là mình tu tập đó, giả sử là một ngày cũng khổ một tuần, còn tăng lên thêm một tuần nữa là năm tuần thì phải tăng đạo phải được sốt sốt đây. Không, con cứ giữ bốn thời rồi, đừng có tăng lên thứ nào, đừng có thêm gì hết. Nghĩa là theo đúng cái quy định của thời khóa của thầy là một ngày một đêm là bốn thời rồi. Sáng tối sáng chiều tối khuya bốn lần, mỗi thời tu 30 phút có vậy thôi, phân thuộc ở trên mỗi thời. Còn hoàn toàn còn những cái thời gian còn lại thì mấy con tập xã tâm chứ không có gì hết. Một cái tâm mà ngồi chơi giống như người tu chí kiến cần vậy, nhưng mà người tu chí kiến cần người ta có cái phương pháp là người ta ngồi để mà người ta nhìn hoàn toàn, người ta tập trung cái lực lượng. Còn mình ngồi chơi là mình không có tập trung căng thẳng như vậy, nó khác hơn cái người tu chí kiến cần. Nên con cứ ngồi xả, dùng cái tri kiến, dùng cái đức hạnh, dùng cái giáo giới luật mình đã học thì mình dùng đó mình xả tăng, thì coi như là không có thời giờ nào mới con được tập. À Minh Nhân, con phải tập trở lại kỹ lưỡng chứ đừng có vội tăng như vậy thì không được, mình cố gắng nữa.